Xin chào mọi người, đây là Franco Mobile Homes. Hiện tại thì chúng tôi đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho một căn nhà di động ngay bây giờ đây. Đây là nơi chúng tôi chia sẻ những thông tin về đầu ra, đầu vào và những kiến thức về nhà di động. Đây chính là sứ mệnh của chúng tôi khi truyền tải cuộc sống qua những căn nhà di động. Vậy nên, cảm ơn vì đã theo dõi Franco Mobile Homes. Căn nhà hiện tại vẫn đang được xây dựng tại nhà máy, vậy nên những gì chúng tôi đang làm ở đây là chúng tôi sẽ đào hết lớp đất cũ có, và chúng tôi sẽ đào một cái hố ngay chỗ mà căn nhà sẽ được đặt lên. À, chúng tôi đang có 3 chiếc xe tải, loại xe tải to, xe tải để đổ đá nền ấy. À, chúng tôi sẽ chuyển nó ra đây. Chúng tôi sẽ dùng khoảng 42 tấn đá nền. Giờ chúng tôi sẽ săn bằng nó, đang chuẩn bị để thu dọn chỗ này đây. À, chúng tôi sẽ phải xử lý nó đúng cách. Để mọi thứ sẽ được ổn nhất có thể. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy nó sẽ được thực hiện như thế nào. Đi thôi. Ok, vậy là căn nhà di động mới mà chúng tôi đang thực hiện sẽ được hoàn thiện trong đúng 4 ngày nữa tính từ hôm nay Và ở đây chúng ta có đá nền tổng hợp, chất của nó rất là nặng Tất nhiên là cũng được trộn với tỷ lệ thích hợp nhất để cho ra được hỗn hợp này Chúng tôi đã tận dụng những nguyên liệu tái chế từ xi măng, sỏi và đất Và chúng tôi đổ đầy chúng với 3 xe tải đá nền lớn Tổng trọng lượng của chúng cũng phải rơi vào khoảng hơn 42 tấn Nếu như mà bạn muốn so sánh xem nó nặng như thế nào thì một chiếc Honda Civic nặng khoảng 1,5 tấn Vậy thì 42 tấn sẽ tương đương với khối lượng của 28 chiếc Honda Civic. Này, thì chúng tôi sẽ nén đống đá nền này nhiều lần xuống nền đất. Và khi cái đống này đã được nén chặt thì nó sẽ tạo ra được một cái nền rất là ổn định và cứng cáp. Nền móng vững chắc này sẽ phải được xây dựng tốt nhất có thể, đặc biệt là để cho một tòa nhà di động khổng lồ có thể xây dựng được lên bên trên. Và đây là bước đầu tiên. Bước tiếp theo chúng tôi sẽ cho các bạn thấy cách mà chúng tôi vận chuyển căn nhà từ nhà máy tới đây như thế nào. Vậy nên là cảm ơn vì đã theo dõi.